Chào mừng các em đã đến với trang Lời Dạy Hay Chồng Con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 546 sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 5 có nội dung như sau: phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố, rồi tìm tập hợp các ước của nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích số 84 này ra thừa số nguyên tố. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn phân tích số 84 này ra thừa số nguyên tố bằng phương pháp là cột dọc. Ta có 84 có chữ số tận cùng là 4, như vậy chia hết cho số nguyên tố 2. Ta có 84 chia cho 2. 8 chia cho 2 bằng 4. 4 chia cho 2 bằng 1 bằng 2, như vậy được 42. Tiếp theo 42 lại chia hết cho số nguyên tố 2. 4 chia cho 2 được 2. 2 chia cho 2 được 1. 21 lại chia hết cho 3. Ta có 21 chia cho 3 thì được 7. 7 thì chia hết cho số nguyên tố 7. 7 chia 7 bằng 1. Đến đây được thương là 1 thì chúng ta dừng lại. Vậy chúng ta kết luận số 84 được phân tích ra thừa số nguyên tố chính bằng tích của 2 nhân 2 nhân 3 nhân 7. Ở đây có 2 thừa số 2 nhân với nhau thì chúng ta viết dưới dạng lũy thừa là 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 7. Như vậy xong ý thứ nhất. Ý thứ hai, đề bài yêu cầu là tìm tập hợp các ước của 84. Vậy bây giờ để tìm tập hợp các ước của 84 thì chúng ta phải tìm được các ước của 84 đã. Vậy thì làm thế nào để tìm được các ước của 84? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cách phân tích số 84 này ra thừa số nguyên tố thì chúng ta sẽ tìm được các ước của số 84 như sau. Để ý này, số 84 bằng 2 nhân 2 nhân 3 nhân 7. Như vậy các ước của số 84, các ước của số 84 thì chính là các thừa số nguyên tố. Ở đây chính bằng 2 này, bằng 3 này, bằng 7 này, đúng chưa? Ngoài ra số nào cũng có hai ước là 1 và chính nó. Như vậy chúng ta sẽ có 1 là ước, 84 cũng là ước. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tìm cho cô các ước nó là tích của hai thừa số nhân với nhau. Thì nó có này, 2 nhân 2 là bằng 4, đúng chưa? Tiếp 2 nhân 3 thì bằng là 6. 2 nhân 7 là bằng 14. Tiếp lấy 2 nhân rồi, bây giờ tiếp chúng ta lấy 3 nhân nào. Ta có 3 nhân 2 thì bằng 6, 6 có rồi. 3 nhân 7 thì bằng là 21. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 3 thừa số nhân với nhau. Thì ta có 2 nhân 2 nhân 3, 2 nhân 2 bằng 4, 4 nhân 3 bằng 12. Tiếp theo lại lấy 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 7 là bằng 28. 2 nhân 3 là bằng 6, 6 nhân 7 là bằng 42. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 3 thừa số nhân với nhau. Chúng ta lấy 3 thừa số nhân với nhau rồi đúng không? Hết chưa nhỉ? 3 x 2 bằng 6 rồi. 6 x 7, 42 có rồi. 4 thừa số nhân với nhau thì 2 x 2 x 3 x 7 chính bằng 84 rồi. Như vậy đây chúng ta sẽ có các ước của 84. Đó chính là 2, 3, 7, 1, 84, 4, 6, 14, 21, 12, 28, 42. Bây giờ chúng ta sẽ viết các ước của 84 này để tập hợp. Thì chúng ta sẽ gọi cho cô. Đầu tiên các bạn gọi nhé. Gọi A là tập hợp các ước của số 84. Thì khi đó A sẽ bằng, đầu tiên các bạn viết tên tập hợp này, sau đó các bạn viết dấu bằng này, các bạn mở ngoặc nhọn. Các bạn liệt kê các ước của số 84 vào. Thì khi liệt kê chúng ta lưu ý chúng ta sẽ liệt kê từ bé cho đến lớn nhé. Số 1 trước này. 2 3 7 4 sau đến 6 nữa chứ. 2 3 4 này. Nó có 4 này, 6 này, 7 này. Từ bé đến lớn. 7 xong đến 12, 14,
từ đến 21. 28. 42. Và cuối cùng là 84. Sau đó chúng ta đóng ngoặc nhọn lại cho cô. Như vậy chúng ta sẽ có tập hợp các ước của số 84 là tập hợp A sẽ bằng mở ngoặc nhọn bao gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 và 84. Như vậy là cô đã vừa dẫn các em hoàn thành xong bài tập số 546 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang laizai2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.